Trong những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn tích cực thực hiện. Nhiều chương trình dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, những hộ gia đình thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện Yên Sơn. Anh Lý Văn Hồng, dân tộc Mông, tại thôn Bản Khẻ, xã Trung Minh, là hộ gia đình được hưởng lợi từ dự án liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò hơ Mông thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Gia đình anh Hồng thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản hơ Mông và 2 triệu đồng tiền làm chuồng từ chương trình sẽ là động lực giúp anh vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Hôm nay tôi rất phấn khởi được hỗ trợ bò giống, tôi sẽ chăm sóc tốt để phát triển kinh tế gia đình của tôi. Trung Minh, Hùng Lợi là 2 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của Yên Sơn. Xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tham gia dự án liên kết hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm bò hơ Mông thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2 xã được hỗ trợ 50 con bò cho 25 hộ, hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ để làm chuồng trại. Dự án hướng tới các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành sẽ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Gia đình tôi hôm nay rất phấn khởi được nhận bò giống. Gia đình sẽ chăn đàn bò tốt và sẽ thoát nghèo bền vững. Có thể nói rằng là đây là một cái chương trình hỗ trợ rất thiết thực cho những hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Hùng Lợi, sẽ giúp cho các hộ là có cái nguồn vốn phát triển sản xuất. Từ đó sẽ giảm nghèo bền vững theo chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương xã thì trong thời gian tới tiếp tục sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp các gia đình tuyên truyền vận động làm sao để các hộ gia đình chăm sóc những con bò giống này đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình này đến các hộ dân trên địa bàn xã để trong thời gian tới trên địa bàn xã sẽ thực hiện cái chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và các hộ nghèo và cận nghèo sẽ thoát nghèo một cách bền vững và chặt chẽ. Những năm qua, hoạt động hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở tại Yên Sơn quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ký kết một kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và một kế hoạch phối hợp với Phòng Dân tộc về thực hiện đề án xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo năm 2023. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ làm mới 135 nhà, sửa chữa 25 nhà cho hộ nghèo, tổng số tiền hỗ trợ 24 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các địa phương trên địa bàn còn triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo như huy động các nguồn lực, hỗ trợ hộ nghèo ngày công lao động sản xuất, cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để hộ nghèo có kiến thức và kỹ năng vươn lên thoát nghèo bền vững. Chương trình hỗ trợ bò giống này thì rất là góp phần cho các hộ gia đình, các hộ nghèo ở xã Trung Minh để phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thì qua đây thì cũng cảm ơn tức là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ cho các hộ nghèo của xã Trung Minh để các hộ có bò chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho địa phương xã nhà. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào hỗ trợ hộ nghèo nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giúp các địa phương hoàn thành và nâng cao tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới.